Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ, không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người dốt hết và làm người phục vụ mọi người." Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy." Kính chào bà và anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày của Chúa. Chúng ta dành thời gian đến với Chúa và dành thời gian để nghỉ ngơi. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy trên hành trình lên Jerusalem, Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài, trong khi các môn đệ lại bàn tán với nhau xem ai là người lớn hơn cả, ai là người đứng đầu. Và Chúa Giêsu đã dạy dỗ các môn đệ, Ngài dạy dỗ mỗi người chúng ta: ai làm người lớn hơn cả phải là người rốt hết và phục vụ anh chị em của mình. Chúa Giêsu nói điều đó và Chúa Giêsu đã sống điều đó. Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã làm người, Ngài chết vì ơn cứu độ của mỗi người chúng ta, vì ơn cứu độ của nhân loại này. Thiên Chúa đã phục vụ con người, Thiên Chúa đã phục vụ chúng ta. Xin cho chúng ta biết mở lòng ra đón nhận sự phục vụ của Thiên Chúa, để chúng ta cũng biết phục vụ anh chị em của mình. Nói là phục vụ anh chị em của mình, là người đứng đầu và là người rốt hết, không đơn giản chút nào thưa ông bà và anh chị em. Bởi vì con người tự nhiên của chúng ta dễ dàng bắt người khác phục vụ mình với rất nhiều những cách thức khác nhau. Xin cho mỗi người chúng ta, trong ơn gọi của mình, trong địa vị của mình mà Chúa đặt để, biết phục vụ người khác qua việc mình sống ơn gọi trong tư cách của mình, trong địa vị của mình một cách xứng hợp. Rồi là chúng ta phục vụ những người mà Chúa trao phó cho mình, hướng dẫn, dạy dỗ, khuyên bảo với tất cả lòng yêu mến, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta phục vụ người khác trong ơn gọi, trong nhiệm vụ của mình. Khi mình lên tiếng, khi mình liên đới, khi mình làm cho người khác được sống đúng với phẩm giá, sống trong sự tự do là con cái của Thiên Chúa. Quảng đại, dấn thân để có thể làm cho những người mà Chúa trao phó cho mình được sống tư cách của con cái Chúa. Phục vụ là như vậy, có rất nhiều những cái công việc khác nhau, có rất nhiều khía cạnh khác nhau mà Chúa mời gọi chúng ta phục vụ. Tôi cũng như ông bà và anh chị em, chúng ta phải đấm ngực và chúng ta phải thú lỗi, thú tội, bởi vì trong đời sống của chúng ta đã chưa phục vụ hết mình, đã chưa sống điều mà Chúa dạy, Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cùng nâng đỡ nhau, cùng cầu nguyện cho nhau và xin Chúa nâng đỡ ban ơn cần thiết cho mỗi người chúng ta. Amen. Xin cảm ơn ông bà và anh chị em.